Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi chia sẻ của VSEC. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi tổ chức live stream trực tiếp trên fanpage của công ty. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tùng Long, sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong buổi live stream ngày hôm nay. Và nhân vật chính của chúng ta trong buổi live stream ngày hôm nay đó chính là kỹ sư kiểm thử anh Phạm Văn Điện. Và xin mời anh Điện sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân để cho toàn thể quý vị đang theo dõi live stream có thể hiểu rõ hơn về mình. Xin chào mọi người, mình là Điện, mình đến từ team VSEC của VSEC. Thì công việc chính của mình trong team là đánh giá, kiểm thử và tìm lỗ hổng của ứng dụng web và mobile, đồng thời cũng tìm những lỗ hổng trên hệ thống mạng và máy chủ. Dạ vâng, các bạn thân mến, tất cả các bạn chúng ta đang theo dõi livestream, các bạn có thể là tương tác một chút với chúng tôi, như là các bạn có thể là like hoặc là vẫy tay hoặc là xin chào, đúng không ạ? Để chúng tôi có thể nhìn rõ thấy là các bạn đang theo dõi và livestream của chúng tôi đang ổn định rồi. Và hiện tại thì trong năm nay thì VSEC đang có ra mắt rất nhiều sản phẩm và dịch vụ ATTT chất lượng cao như là USEC DataSafe, thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật và SafeSite, giải pháp bảo vệ website toàn diện. Và đến với buổi workshop ngày hôm nay với chủ đề chính là an toàn bảo mật trong lập trình, và anh Phạm Văn Điện của chúng ta sẽ trình bày hai phần chính các bạn ạ. Phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và phần thứ hai đó chính là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Và ngoài ra thì khi trong buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe anh Điện diễn giả thuyết trình những thông tin liên quan đến chủ đề an toàn bảo mật trong lập trình, thì chúng tôi đang có một trò chơi mini game nho nhỏ dành cho toàn thể các bạn đang theo dõi livestream trực tiếp trên fanpage của công ty. Các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này một lần ở chế độ công khai, chúng ta chia sẻ bài viết này lên trang cá nhân của mình một lần ở chế độ công khai, rồi các bạn sẽ comment ngay dòng chữ đã chia sẻ kèm theo số điện thoại của mình. Và cuối buổi livestream ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tìm ra 3 vị khán giả may mắn nhất, sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất nhận được phần quà đến từ chương trình. Mỗi người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó sẽ là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Và đến với buổi thuyết trình ngày hôm nay thì không biết là anh Điện, anh đã chuẩn bị tinh thần như thế nào hay là cảm xúc hiện tại của mình như thế nào trước khi chúng ta thuyết trình cho các bạn biết về chủ đề ngày hôm nay anh Điện nhỉ? Thì về cái buổi trình bày ngày hôm nay thì mình cũng khá là háo hức và muốn chia sẻ đến mọi người, cộng đồng, đặc biệt là những cái lập trình viên hay là quản trị hệ thống về những cái lỗ hổng có thể tưởng chừng như rất đơn giản nhưng mà lại dễ gặp phải, và những cái tác động của nó thì rất là lớn đối với hệ thống. Dạ vâng. Thế thì trong lúc trước khi chúng ta đến với bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ vào xem livestream của chúng ta là xem có những bạn nào đã tham gia livestream rồi, và chúng ta sẽ cùng tương tác với các bạn. Và các bạn cũng lưu ý rằng là hôm nay anh Điện sẽ trình bày hai phần chính, và với mỗi một phần trình bày xong thì các bạn có thể vừa lắng nghe vừa lắng nghe những chia sẻ của anh, và chúng ta cần giải đáp thắc mắc gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp ngay trên comment trên bài livestream của chúng ta các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem tương tác xem là có bao nhiêu người đang theo dõi livestream của chúng ta rồi. Dạ, chà, cũng có khá nhiều rồi, vừa về livestream thôi mà các bạn đã vào rất là nhanh rồi. Xin chào anh Nguyễn Tiến Lâm, xin chào bạn Việt Tiến. Xin chào các bạn đã đến với buổi livestream của VSEC trong ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, một số buổi workshop đợt trước thì được diễn ra trực tiếp tại văn phòng chính của VSEC. Và vì một số điều kiện như là về địa lý hay là thời gian mà các bạn chưa có cơ hội tiếp xúc đến xem trực tiếp tham gia cùng với chúng tôi, thì ngày hôm nay thì VSEC cũng có nhằm đáp ứng được nhu cầu đó thì có livestream trực tiếp để hỗ trợ và giúp đỡ các bạn dễ dàng hơn tiếp cận đến với buổi workshop ngày hôm nay với chủ đề là an toàn bảo mật trong lập trình. Và ngày hôm nay thì anh Điện sẽ trình bày hai phần các bạn ạ. Phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng, và phần thứ hai là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Và các bạn cũng đừng quên là hiện tại chúng tôi đang có một mini game nho nhỏ dành cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream này. Các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết một lần lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai, rồi sau đó xếp vào đây comment ngay dòng chữ đã chia sẻ kèm theo số điện thoại của mình. Và cuối buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất, mỗi người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Và các bạn cũng đừng quên là trong lúc anh diễn giả Điện của chúng ta đang thuyết trình,
Các bạn có câu hỏi thắc mắc nào thì chúng ta có thể comment trực tiếp tại livestream của chúng tôi. Và kết thúc phần 1 xong, tôi sẽ tổng hợp lại câu hỏi và anh diễn giả Phạm Văn Điện sẽ giải đáp thắc mắc dành cho tất cả các bạn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với buổi thuyết trình của chúng ta ngày hôm nay anh nhỉ? Ok. Thì không để các bạn đợi lâu thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Thì tại buổi clip workshop về an toàn bảo mật trong lập trình phần mềm thì phần đầu tiên mình sẽ trình bày về các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Thì phần này sẽ có 5 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là về lỗ hổng directory listing, phần thứ hai sẽ là expo thư mục git, phần thứ ba sẽ là về insecure admin panel, và phần cuối cùng sẽ là default configuration. Thì đi vào lỗ hổng đầu tiên, về directory listing, thì có thể directory listing là gì, có thể hiểu đơn giản như là khi bạn vào một cái đường dẫn ở một ứng dụng web thì bạn sẽ nhìn thấy những cái file hoặc là những cái thư mục con sẽ được trả về tại trình duyệt. Thì tại sao vấn đề này tưởng chừng như là không gây hại gì nhưng trong một số trường hợp thì nó có cái tác động rất là lớn. Ví dụ như một số có thể là khi trả những cái nội dung và file trả về chứa những cái thông tin nhạy cảm như là file config, database, hoặc là chứa có thể trong những cái file này chứa username và password, thì từ đó attacker có thể lợi dụng những cái thông tin này để đăng nhập vào những cái hệ thống hoặc là có cái những cái attack sâu hơn. Vâng ạ. Thì cái lỗ hổng này có thể được phát hiện thông qua những cái công cụ có sẵn ở trên GitHub. Cái này dạng mã nguồn mở, ví dụ như Deer Search, Deer Booster hoặc là Go Booster. Vâng. Anh Điện thân mến, bạn Trần Trang thân mến, hiện tại thì diễn giả của chúng ta đang thuyết trình phần 1 với là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ra trên bài viết nhé. Thì sau khi thuyết trình xong phần 1 thì Tùng Long sẽ tổng hợp lại câu hỏi và diễn giả của chúng ta sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc của các bạn luôn một thể. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần 2. Còn ngay bây giờ thì xin mời anh Điện sẽ tiếp tục thuyết trình bài của mình. Vâng. Thì đơn giản là khi vào một cái đường dẫn của ứng dụng web thì không có file index hoặc là không được cấu hình cho phép một người dùng chưa được xác thực có thể truy cập vào những cái đường dẫn đó, và dẫn đến việc lộ ra những cái thông tin config hoặc là user password. Thì đó là một cái tác động có thể gây nên những cái tác động rất là lớn đối với những ứng dụng hoặc là hệ thống. Thì đó là đơn giản về lỗ hổng directory listing. Thì phần tiếp theo sẽ là một case study mà team VCheck của bọn mình đã thực hiện đánh giá cho một số khách hàng. Thì như trong hình mọi người có thể thấy, trong này có một cái file mà để lộ ra thông tin config của cơ sở dữ liệu, thì bao gồm có username và password. Thì những cái thông tin này có thể sử dụng để đăng nhập vào ppmyadmin, và từ đó có thể vào được cơ sở dữ liệu, và từ đó có thể lấy được những cái cơ sở dữ liệu hoặc là có thể những cái thao tác hành động không mong muốn đối với cơ sở dữ liệu đó. Và các bạn cũng đừng quên là hiện tại thì trong lúc mà anh diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta có chia sẻ các bạn với chủ đề là an toàn bảo mật trong lập trình, thì hiện tại chúng tôi đang có một diễn ra một mini game nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream này. Và mini game đó là gì? Đó chính là các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này một lần lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai. Sau đó các bạn chỉ cần comment ngay đã chia sẻ kèm theo số điện thoại thôi. Là cuối buổi livestream ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất, mỗi người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Còn bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần thuyết trình của anh Phạm Văn Điện. Như mọi người có thể thấy đây, về cái case study này thì khi mình thực hiện đánh giá thì mình có sử dụng công cụ Deer Search để brute force để tìm ra những cái đường dẫn để có thể dẫn đến cái lỗ hổng directory listing này. Thì trong cái trường hợp này thì ứng dụng này đã sử dụng một cái gọi cơ chế virtual host
Tức là khi đó mình chạy đi search với Virtual Host thì không ra kết quả gì, nhưng mình lại có một cái idea khác, là tức là mình sẽ chạy đi search với cả cái địa chỉ IP thật của cái ứng dụng đó, thì mình đã tìm được cái đường dẫn và có thể từ đó mình có tìm được những cái thông tin đăng nhập vào PHP MyAdmin. Đây là một case study thứ hai về lộ ra cái các cái file session. Từ những cái file session này chúng ta có thể lấy được những cái thông tin của mỗi session, thông tin đăng nhập của mỗi user, từ đó có thể sử dụng những cái file này có thể hijack hay là đăng nhập vào những cái phiên của người dùng khác. Và trường hợp này đặc biệt nghiêm trọng nếu mà session này có trong các cái file này có chứa session của người quản trị. Vâng ạ, và các bạn thân mến, hiện tại là Tú Long đang thấy rằng là có bạn Trần Hoàng Trang Hoàng Trần đang tương tác cùng với livestream, anh Phan Xuân Tiến. Anh thân mến, ví dụ mà chúng ta đã like và chia sẻ bài viết rồi thì chúng ta chỉ cần comment là đã chia sẻ thôi cũng được. Còn khi nào mà chúng tôi công bố người trúng giải thì công ty sẽ inbox trực tiếp đến Facebook của bạn. Và các bạn thân mến, là trong lúc mà chúng ta đang nghe diễn giả Phạm Văn Điện có chia sẻ thì các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment trực tiếp trên livestream. Và cuối kết thúc phần 1 này, kết thúc phần chia sẻ 1 này thì tôi sẽ tổng hợp lại câu hỏi và diễn giả Phạm Văn Điện sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần chia sẻ của anh. Rồi thì các vấn đề này thì cũng không quá khó để khắc phục. Thì cách khắc phục thì đơn giản có thể là thêm file index thì thay vì trả về cái nội dung chứa những cái file hoặc là các cái thư mục con thì sẽ trả về cái file index. Hoặc là có thể thêm, nếu mà trong trường hợp mà bạn vẫn muốn sử dụng cái directory nesting thì bạn cũng phải có thể thêm về cái cơ chế gọi là HTTP Basic Authentication, thì khi đó bạn phải nắm được user và password thì bạn mới truy cập được vào cái đường dẫn đó. Hoặc là bạn có thể cấu hình trong file config. Rồi. Thì xong phần về lỗ hổng directory nesting thì sang đến cái phần tiếp theo thì mình sẽ trình bày về vấn đề expo cái thư mục git. Thì cái vấn đề này thì cũng khá là theo kinh nghiệm mình làm thì mình gặp khá là nhiều. Thì mình ở đây mình sẽ không đi sâu về giải thích về cái thư mục git này như thế nào. Thì trong thư mục git này để hoạt động thì có gồm những file config về các cái message commit hoặc là về các cái object. Thì file khi một ứng dụng mà để nộ ra file git này thì cái một attacker có thể lợi dụng để restore hay là khôi phục lại cái source code, từ đó nắm được source code của toàn bộ ứng dụng và khi đó sẽ phân tích ứng dụng và tìm lỗ hổng. Và đặc biệt nếu mà trong source code này có những file config mà chứa username, password để ví dụ như là SSH vào server hoặc là đăng nhập vào các cái trang quản trị thì đó sẽ là một cái trường hợp cực kỳ xấu đối với cả công ty ứng dụng của cái công ty đó. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang đến với chủ đề chính của ngày hôm nay, đó chính là an toàn bảo mật trong lập trình. Và hiện tại thì diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đang trình bày thuyết trình phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và những bạn nào có câu hỏi thì chúng ta có thể comment trực tiếp trên bài livestream này vào cuối phần 1 thì tôi sẽ tổng hợp lại câu hỏi và anh diễn giả Phạm Văn Điện sẽ trả lời luôn một thể. Và các bạn cũng đừng quên rằng hiện tại chúng tôi đang có một mini game dành tặng cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream. Đó chính là các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này ở chế độ công khai lên trang cá nhân của mình. Sau đó các bạn chỉ cần comment chữ đã chia sẻ thôi thì cuối buổi livestream ngày hôm nay chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất. Mỗi người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với phần thuyết trình tại phần 1 của diễn giả Phạm Văn Điện. Xin mời anh. Thì để cách khắc phục cái loại lỗ hổng này như thế nào thì đơn giản thì các quản trị hệ thống hay là lập trình viên có thể hạn chế truy cập vào những cái thư mục mà bắt đầu với là .git. Thì trong một số cái trường hợp ấy thì quản trị hệ thống đã thực hiện hạn chế truy cập vào với cái đường dẫn bắt đầu là .git nhưng mà vẫn cho phép truy cập vào các cái subdirectory, tức là các cái thư mục con ở trong git này, thì cái vấn đề đó vẫn có thể được lợi dụng để
khôi phục lại cái số code của ứng dụng. Và Tú Long có nhận được một số câu hỏi như là anh Nguyễn Tú có hỏi và anh Trần Hải Nam này và bạn Phạm Minh Thư này. Các bạn thân mến, các bạn trong lúc mà diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đang chia sẻ thì các bạn có thể đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên livestream này, và cuối phần thuyết trình một xong thì tôi sẽ tổng hợp lại những câu hỏi và anh sẽ trả lời một thể. Và các bạn cũng đừng quên rằng là chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là an toàn bảo mật trong lập trình, cho nên là chúng ta sẽ đặt những câu hỏi liên quan đến những vấn đề này các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và sau khi anh Phạm Văn Điện của chúng ta diễn giả thuyết trình xong phần 1 thì chúng ta sẽ đến với phần giải đáp thắc mắc trả lời cho các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần 2 là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Còn bây giờ thì xin mời anh Phạm Văn Điện sẽ quay trở lại với phần thuyết trình phần 1. Thì làm sao để phát hiện cái việc có để lộ cái thư mục Git hay không, thì team mình có recommend các bạn sử dụng các cái lập trình viên hay quản trị hệ thống thì sử dụng một cái công cụ gọi là Git Tool. Thì cái công cụ này có thể gọi là tốt nhất để sử dụng để phát hiện cũng như là để khai thác cái lỗ hổng này. Thì trong cái công cụ này nó có những cái tính năng ví dụ như tìm kiếm các cái website mà có thư mục Git, hoặc là tìm kiếm các cái tất cả dữ liệu trong thư mục Git, và nó có một cái tính năng nữa là restore hay là khôi phục lại cái mã nguồn từ cái thư mục Git đó. Và hiện tại thì trên livestream của chúng ta thì tôi đã thấy là bạn Long đã chia sẻ, anh Phan Xuân Tiến đã chia sẻ, bạn Hoàng Trung Nguyên đã chia sẻ. Các bạn thân mến, các bạn cũng đừng quên là hiện tại chúng tôi đang có một mini game nhỏ nhỏ dành tặng cho các bạn đang theo dõi livestream. Đó chính là các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này ở chế độ công khai lên trang cá nhân của mình. Sau đó các bạn sẽ vào đây comment ngay là đã chia sẻ. Và cuối buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất sẽ được nhận ngay mỗi người là một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì cách khắc phục đối với cái loại lỗ hổng này thì cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp ạ. Thì tùy thuộc vào cái máy chủ đang sử dụng là Apache IIS hay là một máy chủ khác, thì những cái cấu hình này thì khá là đơn giản thôi. Mình chỉ cần hạn chế quyền truy cập vào cái thư mục Git, cả về thư mục Git và cả các cái thư mục con ở bên trong đó. Và hiện tại thì trên livestream tôi đang thấy là rất là nhiều các quý vị khán giả đã chia sẻ rồi, chứng tỏ là các bạn đang có một tương tác rất là tốt với fanpage của chúng ta. Và các bạn cũng đừng quên rằng người chiến thắng hôm nay thì mini game của chúng ta sẽ tìm ra 3 bạn ngẫu nhiên sẽ được nhận ngay mỗi bạn là một voucher giảm giá 30%, trị giá gần 700.000 đồng, và kèm theo đó là sẽ là một phần quà đặc biệt đến từ công ty cổ phần an ninh mạng VSEC. Vâng. Thì đến vấn đề thứ 3 đó là liên quan đến Insecure Admin Panel. Thì cái lỗ hổng này thường gặp nhất là trong những cái ứng dụng mà có các cái trang cho người quản trị, cho admin. Với những cái ứng dụng đấy thì có thể sử dụng những cái mật khẩu yếu, hoặc là khi truy cập vào mà không đòi hỏi các cái quyền xác thực thì dẫn đến cái kẻ tấn công có thể vào đó và truy cập được vào cái trang quản trị. Có thể trong một số tình huống có thể cho phép ví dụ upload các những cái file độc hại, chiếm trong trường hợp xấu nhất có thể là thực thi được mã trên server và chiếm quyền server. Thì như trong hình các bạn có thể thấy đây là một case study mà team mình có làm từ năm 2018. Tức là đây là một cái website để cho dự đoán kết quả các cái trận đấu bóng đá của World Cup. Thì như các bạn có thể thấy đến năm 2018 họ một rất là có thể rất nhiều ứng dụng vẫn sử dụng cái mật khẩu 123456 này. Thì từ đây bọn mình đã vào được cái trang quản trị và sửa những cái file PHP. Từ đó là upload được những file shell lên máy chủ và chiếm quyền máy chủ. Và trong không những vì thế, trong này thì chứa những cái rất là nhiều thông tin liên quan đến của khách của người dùng trên này, ví dụ như là thông tin về mail,
địa chỉ và thậm chí là cả chứng minh thư nhân dân. Hình tiếp theo đây cũng là một case study mình team mình có làm, thì ứng dụng này có một trang quản trị web của PHP MyAdmin, thì mật khẩu thì cũng vẫn để dạng rất là dễ đoán, có thể một có thể khai thác thông qua hai cái cách thức, có thể là đoán một số những cái mật khẩu thường thường thấy, hoặc là sử dụng những cái công cụ để thực hiện brute force để tìm ra cái mật khẩu yếu. Thì cái cách khắc phục của cái loại lỗ hổng này như thế nào thì cũng khá là đơn giản như so với cái loại lỗ hổng mình trình bày trước, tức là hạn chế các cái quyền truy cập vào cái trang quản trị và không đặt những cái mật khẩu dễ đoán hoặc là yếu, và nên đặt mật khẩu mạnh có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm các cái ký tự thường, hoa và một số ký tự đặc biệt. Rồi, đấy là xong về lỗ hổng thứ 3, và đến loại lỗ hổng cuối cùng về liên quan đến default configuration, thì tiêu đề ở đây thì cũng đã nói lên tất cả rồi. Tức là default configuration đó là những cái cấu hình mặc định. Thì cấu hình mặc định là sao? Tức là một số ứng dụng hay là một số các cái thiết bị, các cái device, ví dụ router, switch, thì thường họ các cái quản trị viên hoặc là quản trị hệ thống thường có thể là do một số lý do nào đấy thì có thể cài đặt xong thì không thay đổi password hay không xóa những cái file mà không sử dụng đến, thì những cái loại lỗ hổng này có thể dẫn đến chiếm quyền điều khiển ứng dụng hoặc hệ thống hay là thiết bị. Thì như là cái hình mọi người có thể quan sát, thì đây là một cái trong một cái framework PHP này có một cái chứa một cái file mặc định cho phép upload những cái file PHP, thì từ đó team mình có upload những cái file shell lên và chiếm quyền được server. Rồi, như về password mặc định thì mọi người chắc là nếu mà làm với cả những ứng dụng về Java, đặc biệt là với server Apache Tomcat, thì cũng khá là quen thuộc với cái server này rồi. Thì mặc định Apache Tomcat cũng có một số có username và password mặc định, nếu mà không thay đổi thì có thể kẻ tấn công có thể sử dụng cái tài khoản đó để đăng nhập vào, và nó có một cái tính năng để deploy cái một cái ứng dụng, khi đó sẽ cho phép kẻ tấn công để chạy được những cái câu lệnh trên hệ điều hành. Về case study tiếp theo thì cái này có vẻ không liên quan đến server về ứng dụng như những cái phần trước, thì một cái case study này liên quan đến thiết bị router mà team mình đã thực hiện đánh giá. Thì case study này team mình cũng đã thực hiện và chiếm quyền điều khiển được cũng khá nhiều router của một cái công ty đó. Thì trong trong router này thì về SNMP thì nó có một cái gọi là SNMP Community String. Thì cái Community String này nó là một chuỗi những cái ký tự, tức là bạn có thể hiểu nó đơn giản như là một cái mật khẩu để trao đổi dữ liệu giữa SNMP Manager và SNMP Agent. Thì khi đó attacker có thể sử dụng cái Community String này để download những cái thông tin cấu hình của router, và từ đó có những cái thông tin để đăng nhập vào router và chiếm quyền điều khiển router. Thì về cách khắc phục này thì có thể xóa những cái file hoặc là những cái chức năng mà không sử dụng đến, thay đổi những cái mật khẩu mặc định ngay sau khi cài đặt để đảm bảo được những cái ứng dụng hoặc là những cái thiết bị router được an toàn. Thì đó là bốn cái vấn đề mình trình bày ở phần 1. Thì như mọi người có thường có thể qua bốn cái vấn đề đấy, thì mọi người có thể thấy là những cái vấn đề này rất không khó để khắc phục, nhưng mà cái ảnh hưởng, cái tác động của nó đến hệ thống hay đến ứng dụng hay đến những cái thiết bị thì rất là lớn. Thì và những cái
Lỗ hổng này có thể sử dụng những cái công cụ để phát hiện thì cũng khá là nhanh và không không khó để phát hiện. Thì mình xin kết thúc phần 1 và... Vâng ạ. Và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đang đến với chủ đề chính trong buổi workshop ngày hôm nay, đó chính là an toàn bảo mật trong lập trình. Và vừa rồi thì diễn giả kỹ sư kiểm thử Phạm Văn Điện của chúng ta có trình bày về phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và các bạn, hiện tại chúng ta đang có những câu hỏi nào thì các bạn có thể comment trực tiếp và diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta sẽ trả lời và giải đáp cho các bạn. Trước khi đến với phần 2 thì Dũng Long cũng xin nhắc lại một chút là hiện tại chúng ta đang có một mini game dành tặng cho các bạn đang theo dõi live stream trên fanpage của VSEC. Đó chính là các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này một lần ở chế độ công khai lên trang cá nhân của mình. Sau đó các bạn vào ngay bài viết, comment ngay đã chia sẻ là như vậy là chúng ta đã đủ điều kiện để tham gia trò chơi mini game rồi. Và cuối buổi live stream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất. Mỗi một người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Và hiện tại thì trên live stream thì Tùng Long đang thấy là đang có rất là nhiều các bạn đã chia sẻ, đã tham gia game chia sẻ và có đặt những câu hỏi dành cho anh Phạm Văn Điện. Như là bạn Hoàng có một câu hỏi như thế này: làm thế nào để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng xuống thấp nhất khi kẻ tấn công nắm trong tay, đây ạ, một cái file này chẳng hạn, đó. Và câu hỏi của bạn Hoàng này thì anh Phạm Văn Điện sẽ trả lời và giải đáp cho các bạn. Làm thế nào giảm thiểu mức độ ảnh hưởng xuống thấp nhất khi kẻ tấn công nắm trong tay cơ sở dữ liệu? Thì trong trường hợp này thì có thể bạn nói đến là trong trường hợp attacker đã nắm được, ví dụ nắm được cái cơ sở dữ liệu của bạn rồi, thì cũng tùy thuộc vào cái cơ sở dữ liệu của bạn có chứa những cái thông tin gì quan trọng hay là ảnh hưởng lớn đến cái ứng dụng của bạn hay không. Thì mình nghĩ là trong trường hợp mà kẻ tấn công đã có được trong tay cơ sở dữ liệu của bạn rồi thì ngay lập tức bạn phải, có thể là trong cái ứng dụng của bạn có nhiều người dùng ấy, thì bạn có thể thông báo đến người dùng có thể thay đổi các những cái mật khẩu ngay lập tức, hoặc là những cái thông tin mà để vào những cái trang quản trị của bạn thì bạn phải thay đổi lại hoặc là cấu hình lại, chỉ cho phép ví dụ như trong công ty của bạn truy cập vào thôi, hoặc là chỉ cho phép trong một số IP nào đấy truy cập vào. Dạ vâng ạ, hiện tại là vừa có một câu hỏi của bạn Hoàng và anh diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đã giải đáp rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thêm 2 phút nữa để các bạn có thể là khẩn trương gửi câu hỏi cần giải đáp những thắc mắc gì thì diễn giả của chúng ta sẽ giải đáp cho các bạn. Và hiện tại thì Tùng Long đang thấy trên live stream của chúng ta đang có rất là nhiều các bạn chúng ta đã tham gia mini game, đã chia sẻ bài viết và comment đã chia sẻ. Xin chào bạn Quang Nghiêm, xin chào bạn Trần Đức Lương, xin chào bạn Nông Tú, xin chào bạn Thanh Tùng Phạm, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi live stream của VSEC. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang đến với chủ đề chính trong buổi workshop ngày hôm nay, đó chính là an toàn bảo mật trong lập trình. Và vừa rồi thì anh diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đã thuyết trình phần 1 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và các bạn có thể khẩn trương, chúng ta sẽ gửi ngay những câu hỏi cần giải đáp thắc mắc thì anh Phạm Văn Điện sẽ trả lời luôn. Và sau 2 phút nữa thì chúng ta sẽ đến với phần 2 là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Cái đấy là phần 1 rồi. Lộn lên phần 2 là cái phần 1. À rồi. À, vừa rồi thì anh diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đã trình bày là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống. Và trong vòng 1 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của các bạn. Đây, có một bạn hỏi. Anh Quang Nghiêm. Quang Nghiêm. Đây rồi, anh Quang Nghiêm nói về hỏi về muốn chia sẻ thêm nhiều về code này. Đây, có một bạn là Hoàng Trung Nguyên có hỏi một câu hỏi này. Đây, anh có thể đọc. Anh có thể đọc to lên cho toàn thể quý vị có thể nghe rõ. Mật khẩu có 8 ký tự, có cả chữ số và chữ thường, không có ký tự đặc biệt, trong bao lâu vậy anh? Thời gian bộ phong mật khẩu. Về thời gian thì chắc bạn hỏi câu này chắc là mình nghĩ là bạn cũng khá là nắm rõ cái đấy rồi. Thì về thời gian mà
để proof for cái mật khẩu 18 ký tự, bao gồm cả ký tự thường, ký tự hoa và ký tự đặc biệt, thì mình cũng không nhớ chính xác là thời gian là bao lâu, thì nhưng mà theo mình thì nó cũng về, tức là về mặt để mà cái mật khẩu đấy có giá trị, mà để tức là nó cũng tùy thuộc vào cái từ điển mà bạn sử dụng thôi. Nếu mà từ điển mà bạn sử dụng thì tức là nó khớp với cả cái mục tiêu mà bạn muốn proof for đấy, thì cái khả năng thì nó sẽ đoán được cái mật khẩu cao hơn. Còn trong một số trường hợp thì mình nghĩ là cũng nghĩa là không nói về các cái về như là cái máy tính hay là những cái có cái tốc độ xử lý cao hay không, nhưng mà thì về cái thời gian để proof for được thì cái đấy thì cũng khá là lâu. Dạ vâng ạ. Vâng, một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hoàng Quỳnh. Sau khi kiểm tra website của công ty em có lỗ hổng để lộ file .git, vậy khả năng công ty em đã bị tấn công có cao không ạ? Và nếu đã bị tấn công thì phải làm gì để giảm thiểu rủi ro gây ra? Thì để biết có bị tấn công hay không thì bạn có thể check log hoặc là check log ở trên máy chủ, xem có những cái request từ những IP nào, request vào những cái đường dẫn đó, thì mình nếu mà có những cái IP mà truy cập liên tục vào những cái thư mục đó thì mình có thể đoán được là attacker đã vào đó và download từ đó để download được cái khôi phục lại được cái source code của cái ứng dụng. Thì khi bạn phát hiện được cái việc đó thì như mình đã trình bày ở cái phần thứ hai ấy, liên quan đến lộ thư mục git này, thì bạn phải config, tức là chặn không cho truy cập vào những cái đường dẫn đó, hoặc là sử dụng cái cơ chế ví dụ như HTTP Basic Authent để chỉ cho phép những cái quản trị viên hoặc là người dùng ở công ty truy cập vào các cái thư mục đó thôi. Dạ vâng ạ. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng khẩn trương gửi ngay những câu hỏi mà cần diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta chia sẻ. Và các bạn cũng đừng quên, hiện tại chúng tôi đang có một mini game dành tặng cho tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi livestream của VSEC. Đó chính là các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết này một lần lên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai, sau đó sẽ vào đây comment dòng chữ là đã chia sẻ hoặc đã like. Là như vậy là chúng ta đã đủ điều kiện để tham gia mini game rồi. Và cuối buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm ra ngẫu nhiên 3 vị khán giả may mắn nhất. Mỗi một người sẽ được nhận ngay một voucher giảm giá 30% trị giá gần 700.000 đồng và sẽ được nhận thêm một phần quà đặc biệt đến từ VSEC. Và bây giờ nếu chưa thấy câu hỏi nào thêm thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Và phần tiếp theo của chúng ta, anh Điện sẽ trình bày về lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và các bạn, trong khi mà diễn giả của chúng ta đang thuyết trình, chúng ta có câu hỏi nào cần giải đáp thắc mắc thì các bạn cứ comment trực tiếp câu hỏi lên live stream. Và cuối phần thuyết trình phần 2 này thì tôi sẽ lại tiếp tục tổng hợp câu hỏi và diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta sẽ lại giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và xin mời anh tiếp tục phần 2. Vâng, thì đến với phần 2 thì những cái loại lỗ hổng mà mình sẽ trình bày tiếp theo ấy thì có thể nó không liên quan nhiều đến phía server nhiều lắm. Thì những cái lỗ hổng mình sẽ trình bày đây thì chủ yếu thì xảy ra ở phía người dùng, tức là tại phía trình duyệt. Thì những cái lỗ hổng mình sẽ trình bày này thì theo mình thấy là những cái công cụ, những cái scanner tự động hiện nay thì khó có thể phát hiện ra được. Tức là phải cần những chính những người tham gia kiểm thử để đọc những cái file JavaScript hay là thực hiện những cái kiểm tra ví dụ manual bằng tay, không thể sử dụng những cái công cụ để phát hiện được. Thì nội dung mình sẽ trình bày gồm có hai cái phần chính. Phần thứ nhất sẽ là liên quan đến Cross Origin Resource Sharing Misconfiguration, và phần thứ hai đó là liên quan đến Post Message API. Thì đi vào phần đầu tiên, thì về cái lỗ hổng này thì như mọi người có thể thấy hiện nay thì đa số những cái ứng dụng sử dụng rất nhiều, sử dụng API rất nhiều, tức là tại cái một website thường sẽ sử dụng JavaScript để gửi những cái request lên phía server, tức là gửi những cái request đến các cái API để yêu cầu và trả về dữ liệu để hiển thị tại website. Thì trước khi đi vào chi tiết loại lỗ hổng này thì mình sẽ đi qua một cái khái niệm cơ bản, tại vì khái niệm này
nó sẽ là tiền đề và để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái lỗ hổng này. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào SAME Origin Policy. Thì SAME Origin Policy đây là một cái khái niệm về về an ninh, về bảo mật được xây dựng trên những cái trình duyệt hiện đại hiện nay. Thì như trong hình mọi người có thể thấy, như đây là một cái full, một cái nước đồ đầy đủ về một cái origin. Thì những cái phần mình có highlight màu đỏ, tức là các cái phần protocol, phần host, phần port. Thì đây là được SAME Origin Policy, nó sẽ dựa vào ba cái thành phần chính này để xem xét một cái origin. Và khi từ bây giờ khi nhắc đến origin thì mọi người cũng chỉ cần nhớ ba cái thành phần chính này thôi. Rồi. Vậy cross origin resource sharing này nó hoạt động như thế nào? Thì trước khi có cái cross origin resource sharing này thì mọi người có thể ít nhiều đã nghe thấy một cái khái niệm liên quan đến JSON padding. Thì JSON padding này nó sử dụng cái ngữ cảnh của trong cái thẻ JavaScript để gửi và đọc dữ liệu từ phía server. Và khi đó kể cả trong trường hợp mà khác origin ấy, thì cũng không bị ảnh hưởng bởi cái SAME Origin Policy. Thì vì cái cơ chế khó kiểm soát và thiếu tính bảo mật của JSON padding thì sau này một cái tính năng nữa được xây dựng và ra đời, đó là cross origin resource sharing. Thì với cái tính năng này có thể cho mình cho chúng ta kiểm soát được những cái origin nào được phép đọc những cái response trả về từ phía server. Thì như trong hình mọi người có thể thấy là từ domain gạch ngang a.com gửi đến web server domain a.com thì hai cái này là có cùng origin, tức là sao, nó cùng protocol này, cùng phần host và cùng phần port. Thì khi đó SAME origin sẽ quyết định đây là hai cái này là có cùng origin nên sẽ không có ảnh hưởng gì về việc trao đổi nhận và đọc dữ liệu. Còn như cái phần màu đỏ đấy, mọi người có thể thấy là domain gạch ngang b.com mà gửi đến a.com ấy, thì khi đó hai cái này nó sẽ là có khác origin, và khi đó SAME Origin Policy sẽ được áp dụng cái rule của SAME Origin Policy vào cái quá trình gửi và nhận giữa domain gạch ngang b.com đến domain gạch ngang a.com. Vậy tại domain gạch ngang a.com này mà muốn cho phép cho phép domain b.com này mà gửi và nhận dữ liệu thì khi đó tại domain a.com phải config những cái header để chỉ cho trình duyệt thấy là tôi đã cho phép cái domain b.com này đọc dữ liệu trả về từ a.com. Thì bên cạnh đó thì cũng tồn tại những cái vấn đề liên quan đến bảo mật như sau. Thì cái vấn đề này thường thì trong thực tế mình làm ấy, thì thông thường những cái ứng dụng hay những cái API thì nó sẽ cho phép rất nhiều những cái domain có khác origin để gửi request và trả về response. Thì trong trường hợp đó thì ví dụ như trong hình ở bên phải ấy, thì sẽ cấu hình một đoạn trong PHP, tức là sẽ đoạn code này sẽ cho phép mọi origin gửi, tức là sẽ cho phép mọi origin đọc được cái response trả về thông qua một cái chỉ thị, đó là access control allow origin. Và có một cái trường nữa mình muốn đề cập ở đây, đó là trường access control allow credential. Cái này được set đến true, tức là sao, khi mà bạn sử dụng XML HTTP request để gửi request đến phía server thì khi đó trình duyệt sẽ dựa vào cái trường này và tự động gửi theo cái cookie mà người dùng đã authent tới phía server. Thì khi đó nghiễm nhiên khi đó thì request sẽ gửi đến phía server là những request đã được xác thực rồi. Thì lỗ hổng này sẽ cho phép kẻ tấn công lấy được những cái thông tin quan trọng của người dùng, như là thông tin cá nhân, về email, rồi về số điện thoại, hoặc là cũng có thể sử dụng để thực hiện những cái cuộc tấn công khác như là XSS hoặc là CRS.
Thì về thực hiện XSS, tấn công XSS thì trong nhưng mọi người nếu mà làm lập trình viên ấy thì chắc là không lạ với cả cái việc làm việc với cả cross origin này rồi. Tức là sao? Tức là cross origin resource sharing này nó cho phép mình có những cái gọi là custom header. Thì khi đó trong một số kết hợp với cả một số những cái lỗ hổng khác như web poisoning có thể thực hiện được XSS. Thì theo kinh nghiệm của mình thì thường lỗ hổng này mục đích chính là thường vẫn để đánh cắp thông tin người dùng. Rồi, thì đến một case study thì mình có làm. Thì trong một số trường hợp ấy, thì có thể là những cái thông tin bạn sử dụng cái lỗ hổng này để lấy được thì đơn giản cũng chỉ là các cái thông tin ví dụ như tên, rồi tuổi, rồi email của người dùng. Nhưng mà có thể kết hợp với những có thể là từ đó bạn như trong một cái case study mình làm là mình lấy được CSRF token này. Có thể trong một số trường hợp bạn có thể kết hợp cross origin resource sharing mix configuration với cả CSRF để update những cái email của người dùng, từ đó có thể thực hiện cái tính năng reset password và từ đó có thể chiếm quyền được cái tài khoản của người dùng đó. Rồi, thì cái cách cái giảm thiểu rủi ro này như thế nào? Thì trong một thường thì các bạn lập trình viên có thể sử dụng whitelist, tức là các bạn xác định rõ những cái domain, những cái từ, những cái origin nào được phép gửi đến phía server của bạn và đọc những cái response trả về. Hoặc là bạn có thể chỉ định rõ một cái website nào đấy, chỉ định rõ cái website nào đấy được phép gửi và nhận dữ liệu trả về. Thì bạn có thể hard code ở trong các cái file mã nguồn. Thì với cái cách giảm thiểu rủi ro này thì cũng có một cái vấn đề khác nữa là nếu mà những cái website mà bạn cho phép mà có thể bị cái lỗ hổng ví dụ như là tấn công tên miền hiện đại hoặc là có một cái tên gọi khác như là sub domain takeover thì cái này có thể là sẽ mình sẽ không đề cập nhiều đến ở đây. Thì đấy là một cái trường hợp khác mình muốn đề cập để các bạn có thể biết và nắm rõ hơn thôi. Rồi, đấy là xong về phần đầu tiên. Thì phần tiếp theo mình muốn nói đến về post message. Tức là sao? Tức là post message này, đây là một cái tính năng trong HTML5. Tức là nó sử dụng post message thì sẽ không quan tâm đến sẽ không bị ảnh hưởng bởi same origin policy. Tức là sao? Bạn không cần quan tâm bên gửi bên nhận có cùng origin hay không. Thì post message này thì ngày nay thì đa số là được hỗ trợ bởi các cái trình duyệt hiện đại. Và post message này nó là một JavaScript API và là một cái phương thức của cái đối tượng Windows. Post message này thường sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa hai cái website, tức là trên hai cái tab của trình duyệt, hoặc là giữa một website, một iframe, hoặc là giữa hai cái iframe nữa. Rồi, thì lỗ hổng liên quan đến post message này thì cũng giống với nghĩa là cái lỗ hổng này được khai thác thì cũng giống với cái lỗ hổng mà phần 1 mình đã trình bày, là cũng là nhằm đến để đánh cắp dữ liệu người dùng và có thể tấn công XSS hoặc là thay đổi giao diện tại client. Thì như trong hình mọi người có thể thấy, ví dụ như với trường hợp thực hiện tấn công DOM based XSS thì đây là một cái đoạn code về JavaScript, tức là bên này nhận dữ liệu từ bên khác gửi sang nhưng và sau đó đổ vào một cái thẻ HTML. Nhưng mà các bạn có thể thấy là không có một cái bất kỳ một cái cơ chế nào validate cái origin gửi là gì. Thì khi đó kẻ tấn công sẽ lợi dụng và tức là làm một cách nào đó lừa người dùng truy cập vào website của một kẻ tấn công và khi đó sẽ sử dụng JavaScript này để tấn công ứng dụng.
hoặc là cũng có, trong một số trường hợp thì cũng có thể để leak ra những cái thông tin quan trọng như cái đoạn JavaScript ở phía cuối. Mọi người có thể thấy như là bên này có gửi những cái thông tin sang và cái tham số thứ hai được xét thành dấu sao, tức là có thể gửi sang mọi origin khác nhau, tức là bất kỳ website nào mà có cái lắng nghe thì sẽ nhận được những cái thông tin của bên này gửi sang. Rồi thì mình sẽ đi nhanh vào cái case study mình có làm. Thì đây là một case study mình có làm tại Việt Nam. Thì như mọi người có thể thấy trong cái này thì bắt buộc mình phải đọc file JavaScript rồi, không có cái công cụ nào để detect ra được. Thì mình sử dụng dev tool trong Chrome để detect nhanh và đọc file JavaScript. Thì như mọi người có thể nhìn thấy phần mình đã highlight màu vàng ấy, tức là cái phần origin ấy, tức là bên trong code này đã thực hiện những cái cơ chế validate origin rồi. Nhưng mà lại có một cái vấn đề là khi mình kiểm tra cái domain này, tức là không còn được sử dụng nữa. Thì mình đã đăng ký cái domain này và nghiễm nhiên khi đó cái domain của mình là hợp pháp, tức là sẽ qua được cái phần check này. Thì khi đó dữ liệu mình gửi sang sẽ được truyền vào các cái hàm như là HTML pop up set hoặc là set user này. Thì khi đó mình có thể thực hiện được DOM base XSS để lấy cái cookie, tức là để hijack cái phiên đăng nhập của người dùng. Rồi, thì cũng là liên quan đến cái case study trên, thì đây còn là một cái phần khác của cái case study đó, tức là cái ứng dụng này cho phép tức là gửi những cái thông tin, tức là cái cách hoạt động của nó như thế này. Tức là khi bạn vào cái ứng dụng đó thì nó sẽ load một cái iframe, là một cái ứng dụng để sử dụng authent. Khi authent xong thì cái iframe đó sẽ gửi trả lại những cái thông tin đã authent cho cái ứng dụng, và ứng dụng đó lấy các cái dữ liệu đó để hiển thị. Thì mình đã tìm được cái lỗi này, tức là cái tham số thứ hai được xét thấy dấu sao này, như mình có nói trước ấy, thì cho phép gửi dữ liệu đến bất kỳ domain nào. Thì cái kịch bản mình tấn công ở đây sẽ là mình chuẩn bị trước một cái website trên domain của mình, và khi đó mình sẽ load một cái iframe ở cái ứng dụng chứa lỗ hổng đó, và khi người dùng chỉ cần login xong thì mọi dữ liệu sẽ được gửi sang cái domain của mình. Thì khi đó mình sẽ lấy được những cái thông tin rất là quan trọng, và cụ thể trong cái case study này mình có thể lấy được cả session ID và những cái thông tin liên cả về số chứng minh thư nhân dân và thông tin người dùng. Rồi, về cách giảm thiểu rủi ro này thì mình cũng khuyến nghị các lập trình viên thì cũng nên tức là ở trên khi các bạn đọc về post message này, trên cụ thể là trên những cái định nghĩa của Mozilla, thì họ cũng đã khuyến cáo những lập trình viên thì lên validate các cái origin trước khi gửi và nhận dữ liệu. Tức là mình chỉ cho phép những cái domain hay cái origin nào đó được phép thì mới có thể gửi và nhận dữ liệu thôi. Rồi thì mình kết thúc phần 2 này, thì đó là những cái vấn đề mình muốn chia sẻ. Vâng, và các bạn thân mến thì chúng ta vừa đến với phần 2 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục dành thêm 3 phút nữa dành cho toàn thể quý vị các bạn. Chúng ta có những câu hỏi nào thì các bạn có thể comment trực tiếp trên live stream, và diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta sẽ giải đáp cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên rằng hiện tại thì chúng ta đang có một mini game nhỏ dành tặng cho toàn thể quý khán giả đang theo dõi live stream này. Các bạn chỉ cần like và chia sẻ ngay bài viết ở chế độ công khai, như thế là chúng ta đã đủ điều kiện để tham gia mini game rồi. Và cuối chương trình ngày hôm nay thì các bạn thân mến, thì chúng tôi sẽ công bố ra 3 vị khán giả ngẫu nhiên sẽ được nhận ngay voucher giảm giá 30%, và kèm theo đó là một phần quà đặc biệt. Và thì tôi vừa nhận được một thông báo là 3 người giành chiến thắng thì chúng tôi sẽ công bố trên fanpage của công ty các bạn ạ. Như thế để chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra đúng và chọn ngẫu nhiên 3 người giành chiến thắng và nhận quà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đến từ bạn Trang Hoàng Trần. Điều kiện để một website bị lỗi cross này là gì ạ? Nó có tác động
tới những dạng extension nào anh? PHP hay là HTML đây? Rồi, các bạn thân mến, trong lúc chúng ta đang chờ đợi thời gian các bạn gửi câu hỏi thì trong lúc chúng ta đang chờ đợi diễn giả Phạm Văn Điện sẽ xử lý và trả lời những câu hỏi của các bạn thì chúng ta có thể khẩn trương nhanh tay gửi những câu hỏi tiếp theo. Bạn Trang Trần đúng không? Trang Trần, đúng rồi ạ. Rồi, mình xin trả lời câu hỏi của bạn Trang Trần. Như trong hình bên phải đây thì ví dụ đây là một cái source code ở trong file PHP dẫn đến cái lỗ hổng này. Tức là sao? Tức là trường asset control allow origin này có thể set tới mọi origin gửi đến. Hoặc là trong một số cái trường hợp khác là một số ứng dụng có thể sử dụng các cái biểu thức chính quy để validate, nhưng mà validate chưa đúng có thể dẫn đến việc bypass cái cơ chế check đó. Cái này thì nó sẽ cũng không phụ thuộc vào một cái extension nào cả. Cái này chủ yếu liên quan đến việc mà bạn lập trình, bạn set cái header này ra sao thôi. Dạ vâng, vừa rồi là diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đã trả lời câu hỏi của bạn Trang Trần. Và chúng tôi vẫn đang dành thời gian để chờ đợi những câu hỏi tiếp theo dành tặng cho chờ đợi những câu hỏi tiếp theo mà các bạn đưa ra. Và chúng ta sẽ có khoảng 3 phút để các bạn có thời gian ngay bây giờ sẽ gửi những câu hỏi, cần giải đáp những thắc mắc gì thì các bạn sẽ comment trực tiếp trên bài livestream này và công bố người chiến thắng ở mini game. Thì sau livestream này thì chúng tôi sẽ công bố trực tiếp trên fanpage của công ty các bạn nhé. Và hiện tại thì hôm nay chúng ta đã đến với buổi workshop với chủ đề chính là an toàn bảo mật trong lập trình. Và vừa rồi thì anh diễn giả Phạm Văn Điện của chúng ta đã trình bày hai phần. Phần 1 là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống, và phần 2 là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang chờ đợi những câu hỏi tiếp theo. Đây ạ, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phạm Tiến Đạt. Anh có thể đọc to câu hỏi để cho các bạn... Bạn Phạm Tiến Đạt có hỏi là: theo mình biết, khi để Asset Control Allow Origin set thành dấu sao thì sẽ cho phép gửi nhận dữ liệu từ tất cả đầu bên. Vậy việc đó gây rủi ro về bảo mật như thế nào? Ok, mình hiểu. Khi bạn set thành dấu sao ấy thì đúng là cho phép mọi domain có thể gửi và đọc dữ liệu. Nhưng thông thường ấy thì trong một số trường hợp ấy thì khi bạn mà không có trường access control allow credential được set đến thành true ấy thì cái request mà bạn lợi dụng để từ người dùng gửi đến phía server thì đấy là khi không có cái trường credential set thành true ấy thì request đó sẽ không gửi theo cái cookie mà người dùng đã xác thực. Thì thông thường thì những cái dữ liệu mà bạn có lấy được thì cũng không có giá trị nhiều. Đấy là thông thường là vậy, còn đâu có thể là tùy vào ứng dụng, thì trong một số trường hợp nếu mà xét thành sao thì nó cũng có thể trả lại những cái giá trị khá là quan trọng. Thì đấy là nó cũng phụ thuộc vào cái việc lập trình của developer. Dạ vâng, còn một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Lê Thu Hà. Anh ơi, lấy được session thì để làm gì ạ? Lấy được session để có thể sử dụng cái session đó để truy cập vào, tức là sử dụng cái session đó để đăng nhập vào cái phiên của người sử dụng. Dạ vâng, chúng tôi vẫn còn dành khoảng thời gian khoảng 2 phút nữa để các bạn có thể khẩn trương gửi ngay những câu hỏi cần giải đáp thắc mắc. Và trong livestream này thì diễn giả kỹ sư kiểm thử đến từ VSEC, anh Phạm Văn Điện sẽ trả lời và giải đáp cho các bạn. Và các bạn chú ý là chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi sẽ liên quan đến chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là an toàn bảo mật trong lập trình. Và hiện tại thì tôi thấy là livestream của chúng ta cũng đang có rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi rồi. Như bạn Trang Trần đặt rất là nhiều câu hỏi rất là nhiệt tình. Bạn Trịnh Quang Thắng, bạn Nông Tú, Phạm Trang, Yukiko, Minh Anh, Hoàng Quỳnh. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của VSEC. Và các bạn thân mến, trong lúc chúng ta cùng chờ đợi những câu hỏi tiếp theo thì các bạn chúng ta có thể là tranh thủ là ấn vào nút thông báo hoặc là tích vào ô là nhận thông báo từ fanpage của VSEC để những livestream sau, những buổi chia sẻ sau thì chúng tôi khi chúng tôi livestream thì các bạn sẽ được nhận thông báo và chúng ta có thể là trực tiếp vào livestream luôn để xem, đúng không nào các bạn? Chúng ta không bị bỏ lỡ mất một khoảng thời gian nào khi chúng tôi chia sẻ. Đây là những cái buổi chia sẻ rất là tốt để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn và được gặp trực tiếp những vị khách mời đến từ VSEC. Và hiện tại chúng tôi sẽ dành thêm khoảng 1 phút nữa để nhận những câu hỏi đến từ các bạn.
Và sau một phút nữa thì chúng tôi thời gian livestream cũng có hạn. Vậy nên thì các bạn ngay bây giờ chúng ta sẽ khẩn trương cùng đưa ra comment những câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp thắc mắc đến từ kỹ sư Phạm Văn Điện. Và vừa rồi thì trong buổi workshop ngày hôm nay với chủ đề chính là an toàn bảo mật trong lập trình, diễn giả của chúng ta đã trình bày hai phần. Phần 1 là các rủi ro bảo mật phổ biến do cấu hình hệ thống, và phần thứ hai là lỗ hổng bảo mật dẫn đến mất thông tin người dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa những ứng dụng. Và ngày hôm nay thì diễn giả của chúng ta sẽ chỉ chia sẻ hai phần này. Và các bạn thân mến, hiện tại thì thời gian livestream của chúng tôi cũng hết rồi, và một lần nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi và tương tác cùng với livestream trên VSEC. Một lần nữa xin được cảm ơn diễn giả Phạm Văn Điện rất nhiều. Xin cảm ơn anh, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào trong những livestream lần sau. Xin chào.